Army Games 2021 là sự kiện đối ngoại quan trọng của quân đội trong năm nay. Các lực lượng trong đó có binh chủng công binh đang tích cực làm việc nhằm bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hội thao. Trong đội hình thực hiện nhiệm vụ của binh chủng công binh lần này có sự tham gia của một chiến binh đặc biệt. Hãy cùng phóng viên của chúng tôi tìm hiểu về chiến binh này ngay sau đây. Công binh đi trước về sau, câu nói không chỉ thể hiện tầm quan trọng trong nhiệm vụ của bộ đội công binh mà còn cho thấy sự vất vả và nguy hiểm đặc thù trong nhiệm vụ của họ. Những người lính công binh phải đối mặt với nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho nhân dân và đồng đội. Tuy nhiên là cùng với tiến trình hiện đại hóa quân đội thì những người lính công binh ngày nay cũng có sự trợ giúp rất đắc lực của những trợ thủ đặc biệt. Và trợ thủ đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Vâng, xin mời. Đồng chí có thể giới thiệu một số tính năng kỹ chiến thuật của chiếc robot này được không? Robot này là robot xử lý bom mìn vật liệu nổ. Nó được sản xuất tại nước Ba Lan. Robot này thì nó có công dụng là gấp vật liệu nổ, vận chuyển vật liệu nổ và vật thể ghi là vật liệu nổ lên trên xe thùng chứa để vận chuyển đi đến nơi xử lý an toàn. Khi có sự đồng hành của chiếc robot này thì các đồng chí cảm thấy như thế nào? Có được sự trợ giúp của những trang bị tiên tiến hiện đại này thì cái tiếp cận vào những cái tình huống nguy hiểm nó sẽ được hạn chế. Khi mà phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ mà mang tính chất hóa học nguy hiểm đến tính mạng của con người thì khi không có con robot này thì chúng ta phải trực tiếp vào gắp thì nó sẽ có một cái tính chất nguy hiểm. Nhưng khi có con robot này thì cái sự an toàn về tính mạng của cái đồng chí xử lý cũng như là gắp trực tiếp robot này vào gắp nó sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ khi chúng tôi được tiếp nhận các cái tiếp nhận robot này thì đã được tham gia rất nhiều các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội, và gần đây nhất cụ thể là bảo đảm cho an toàn của Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vâng, trân trọng cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí cùng với người đồng đội đặc biệt của mình sẽ hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn nữa trong thời gian tới.